Cô mến chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em phần tự học về bài thơ Viếng Lăng Bác của tác giả Diễm Phương. Thì ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu một bài thơ nổi tiếng nói về cái khát vọng của tác giả Thanh Hải trước khi qua đời, đó là khát vọng cống hiến hết những cái tinh túy của mình, sự cống hiến thầm lặng cho quê hương đất nước của nhà thơ Thanh Hải. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về tâm tư, tình cảm cũng như khát vọng của một nhà thơ, đó là nhà thơ Viễn Phương dành cho Bác Hồ khi ra thăm miền Bắc vào lăng viếng Bác. Đó là tiết 126 văn bản Viếng Lăng Bác của tác giả Diễm Phương. Phần thứ nhất chúng ta tìm hiểu đó là đọc tìm hiểu chung. Trong phần này có hai phần, phần tác giả và tác phẩm. Phần thứ nhất đó là phần tác giả. Thì phần tác giả chúng ta chú ý cho cô những cái đặc điểm nổi bật của tác giả Diễm Phương. Đó là đặc điểm thứ nhất có trong sách giáo khoa. Đặc điểm thứ nhất đó là Diễm Phương là một trong những cây bút xuất hiện sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam. Ý này thì chúng ta đã có trong sách giáo khoa trang 59. Ý thứ hai, cô bổ sung thêm, đó là thơ Viễn Phương thường nhỏ nhẹ, giàu tình cảm và chất thơ mộng ngay trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt ở chiến trường. Và cô giới thiệu với các em, đây là chân dung tác giả Diễm Phương. Phần thứ hai đó là tác phẩm. Trong cái phần tác phẩm chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất đó là xuất xứ của tác phẩm. Thì trong cái phần giới thiệu xuất xứ của tác phẩm, trong sách giáo khoa giới thiệu rất là kỹ, cô nhấn mạnh những cái ý mà chúng ta cần lưu ý như sau. Thứ nhất là cái bài thơ ra đời nhân dịp khánh thành lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Diễm Phương ra thăm miền Bắc vào lăng viếng Bác Hồ năm 1976. Ý thứ hai chúng ta cần chú ý đó là bài thơ in tông tập thơ Như Mây Mùa Xuân năm 1978. Phần thứ hai đó là thể loại. Thì đây là bài thơ 8 chữ biến thể, có một số câu 7 chữ hoặc 9 chữ. Chúng ta cần lưu ý cho cô cái thể thơ này. Thì ngoài cái bài thơ Viếng Lăng Bác của tác giả Diễm Phương thì tác giả Diễm Phương còn thành công ở các cái bài thơ khác. Một số bài thơ như sau: Chiến Thắng Hòa Bình, Nhớ Lời Di Chúc, Như Mây Mùa Xuân, Thơ với Tuổi Thơ, vân vân. Chúng ta lưu ý cho cô một số điểm. Và không những thành công ở thể thơ mà tác giả Diễm Phương còn thành công ở thể loại trường ca, thể loại truyện ngắn, thể loại truyện và ký, vân vân. Đây là chân dung của tác giả Diễm Phương, được một nhà chụp ảnh chụp khi mà tác giả ra viếng Lăng Bác. Và cô giới thiệu với các em, đây là lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi màn đêm buông xuống. Và trước khi phân tích bài thơ thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc cái bài thơ Viếng Lăng Bác. Đây là bài thơ thể hiện cái tâm trạng của tác giả dành cho Bác Hồ. Đó là một cái tâm trạng, những cái tình cảm tha thiết của tác giả. Chúng ta đọc một số chỗ chúng ta cần chú ý biểu cảm và thể hiện cái cảm xúc khi mà mình đọc. Sau đây cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta cái bài thơ. Văn bản Viếng Lăng Bác. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng lắc đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràn hoa dân 79 mùa xuân. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền.
vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đó hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiểu chúng này. À, cô mới hướng dẫn xong cái phần đọc bài thơ. Và phần thứ hai, cô sẽ hướng dẫn ta tìm hiểu và phân tích kỹ bài thơ. Đó là phần 2, đọc hiểu văn bản. Trước khi vào tìm hiểu từng phần trong bài thơ, sau khi chúng ta đọc xong bài thơ, chúng ta cho cô biết cái cảm hứng bao trùm trong bài thơ đó là cảm hứng gì của tác giả. Trong phần này thì chúng ta sẽ dừng lại 2 phút để chúng ta suy nghĩ, và chúng ta suy nghĩ cho cô cái cảm hứng của tác giả bao trùm trong bài thơ này đó là cảm hứng gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ đối chiếu với cái đáp án của cô. Cái cảm hứng bao trùm trong bài thơ đó là cảm hứng về cái niềm xúc động thiêng liêng, thành kính, lòng biết ơn và tự hào pha lẫn nỗi xót đau khi tác giả từ miền Nam ra viếng lăng Bác. Và mạch cảm xúc đi theo tình tự cuộc vào lăng viếng Bác đó là cảnh bên lăng Bác. Rồi kế tiếp là cái hình ảnh trong lăng, và cuối cùng đó là cái tâm trạng của tác giả trước khi ra về. Đó là mạch cảm xúc đi theo tình tự như thế. Và chúng ta lần lượt phân tích phần thứ nhất, đó là cảm xúc của tác giả khi đến thăm lăng Bác, thể hiện ở khẩu thơ thứ nhất. Thì trong khẩu thơ thứ nhất này, chúng ta lưu ý cho cô cái cách dùng cái đại từ xưng hô, đó là con và Bác. Cái đại từ xưng hô, chúng ta có nhận xét gì về cái cách dùng đại từ như xưng hô như thế? Thì rõ ràng chúng ta thấy cái từ con và Bác đó là những cái từ ngữ xưng hô dành cho những người thân trong gia đình. Và ở đây tác giả qua cái từ ngữ xưng hô ấy, tác giả đã thể hiện được cái tình cảm chân thành ấm áp của mình đối với Bác. Và cái hình ảnh tác giả bắt gặp trước khi vào lăng viếng Bác đó là hình ảnh quen thuộc ở các làng quê Việt Nam, đó là hình ảnh hàng tre Bát Ngát. Vậy hình ảnh hàng tre biểu tượng cho điều gì? Chúng ta suy nghĩ cho cô trong vòng 1-2 phút. Rồi sau đó chúng ta đối chiếu với cái phần đáp án của cô. Cái hình ảnh hàng tre ở đây tác giả vừa tả thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng với cái nghệ thuật ẩn dụ và nhân hóa. Cây tre đã trở thành biểu tượng cho sức sống và con người Việt Nam kiên cường bất khuất trong mọi hoàn cảnh. Phần thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là hình ảnh lăng Bác và Bác Hồ được thể hiện ở khẩu thứ hai và khẩu thứ ba trong bài thơ. Và chúng ta lần lượt phân tích từng cặp thơ một về nghệ thuật cũng như là nội dung của cặp thơ. Thì trong cái hai câu thơ ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng lấp đỏ, thì hai câu thơ này tác giả đã có cái sự lặp lại hình ảnh, đó là hình ảnh mặt trời. Và ở đây tác giả đã sử dụng những cái biện pháp nghệ thuật tu từ gì? Các em sẽ tìm hiểu cho cô trong vòng 2 phút. Rồi sau đó đối chiếu với cái phần đáp án. Ở đây tác giả, đầu tiên tác giả sử dụng cái nghệ thuật nhân hóa từ đi với từ thấy, cho thấy cái hình ảnh mặt trời của thiên nhiên. Hình ảnh thứ hai đó là hình ảnh mặt trời trong câu thơ thứ hai, đó là hình ảnh ẩn dụ. Nó có hàm ý là ca ngợi cái sự vĩ đại của Bác, vừa thể hiện cái sự tôn kính của nhà thơ đối với Bác Hồ. Hai câu thơ kế tiếp, ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràn hoa sông 79 mùa xuân. Tương tự chúng ta sẽ tìm hiểu cho cô cái phần nghệ thuật. Và ở đây tiếp tục tác giả sử dụng cái hình ảnh nghệ thuật ẩn dụ sáng tạo, đó là kết tràn hoa, thể hiện cái tấm lòng biết ơn, cái sự thành kính của tác giả và nhân dân đối với Bác.
Đây là hình ảnh cái sự biết ơn thành kính của người văn Việt Nam đến viếng lăng Bác. Và ở đây cái hình ảnh kết tràng hoa là khi người dân Việt Nam vào viếng Bác và đem theo những cái tràng hoa tươi đẹp để viếng lên dâng lên Bác. Đồng thời cái hình ảnh người dân Việt Nam vào viếng lăng Bác rất đông và họ đã kết tròn lại giống như một tròn hoa dâng Bác. Hai câu thơ kế tiếp: Bác nằm trong giấc ngủ bình yên giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Ở đây chúng ta tiếp tục bắt gặp một cái hình ảnh ẩn dụ nữa, đó là hình ảnh vầng trăng gọi cho chúng ta thấy được cái tâm hồn cao đẹp sáng trong của Bác như vầng trăng. Và chúng ta còn thấy được, liên tưởng được cái thơ của Bác Hồ tràn ngập ánh trăng qua rất là nhiều cái tập thơ, bài thơ. Và cái tập thơ nổi tiếng mà chúng ta thấy tràn ngập ánh trăng đó là tập thơ Nhật ký Thiên Tù. Và một số bài thơ mai mốt chúng ta sẽ được học ở cấp 3, những bài thơ Giải Đi Sớm, hay là những cái bài thơ mà chúng ta đã học ở lớp 7, hay ở lớp 7 ví dụ như là bài thơ một số bài thơ Ngắm Trăng và Cảnh Phia, hay là những cái bài thơ ở lớp 8 Thức Cảnh Bắt Bó Nhân Dân. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi mà sao nghe nhói ở trong tim. Ở đây hình ảnh chúng ta bắt gặp tiếp tục cũng là cái hình ảnh ẩn dụ, đó là hình ảnh trời xanh. Cái hình ảnh, nếu như cái hình ảnh vầng trăng thể hiện cái sự dịu hiền của Bác, thì hình ảnh trời xanh thể hiện cái sự vô tận, trường tồn của Bác đối với đất nước. Và thực tế đã chứng minh, mặc dù Bác đã ra đi, nhưng cái hình ảnh của Bác vẫn sáng ngời trong con người Việt Nam, đất nước Việt Nam, Bác vẫn sống mãi với chúng ta. Và cái tâm trạng tác giả thể hiện xúc động, đó là tâm trạng tác giả trước khi ra về, thể hiện rất chân thành ở cổ thơ cuối. Và ở cổ thơ cuối này, chúng ta tìm cho cô những cái từ ngữ thể hiện cái tâm trạng đầy xúc động của tác giả khi tác giả ra về. Đó là những cái từ ngữ, đó là thương tràn nước mắt. Và ở đây chúng ta còn thấy được tác giả sử dụng cái điệp ngữ, đó là muốn làm. Và phép liệt kê con chim, đó hoa, cây tre, xuân hữu. Nếu như trong cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải, trước khi tác giả ra đi, tác giả muốn hóa thân vào con chim, cành hoa, vào nốt nhạc. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Thì ở đây Viễn Phương lại thể hiện cái tình cảm của mình dành cho Bác Hồ bằng việc là tác giả muốn hóa thành con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đó hoa tỏ hương đâu đây, muốn làm cây tre xuân hiệu chỗ này. Một cái phép giọng, nguyện giọng chân thành và cao cả của tác giả đối với Bác Hồ làm cho người đọc vô cùng xúc động. Và trong cái đoạn thơ này, chúng ta nhận xét được cái nhịp thơ dồn dập tha thiết, cái điệp ngữ muốn làm thể hiện cái tâm trạng đầy lưu luyến của tác giả không muốn rời Bác trước khi ra về. Và đến phần tiếp theo, phần số 4 là phần nghệ thuật. Thì trong cái phần nghệ thuật này, cô đưa ra 3 câu để chúng ta tìm cho cô câu nào thể hiện cái nghệ thuật đúng nhất trong bài thơ Viếng Lăng Bác. A. Thể thơ 5 chữ giọng điệu thiết tha rạo rực, nhiều hình ảnh thiên nhiên giàu sức gợi cảm. B. Thể thơ 7 chữ nhạc điệu trong sáng thiết tha gần gũi với dân ca, nhiều hình ảnh đẹp gợi cảm. C. Thể thơ 8 chữ giọng điệu trang trọng tha thiết thành kính, nhiều hình ảnh ẩn dụ đẹp sáng tạo giàu ý nghĩa biểu tượng, ngôn ngữ bình dị mà tôi đúc. Thì các em suy nghĩ trong vòng 1 phút và chọn cho mình cái đáp án đúng nhất, sau đó sẽ đối chiếu với đáp án của cô.
Đó là đáp án C. Thì cô vừa hướng dẫn ta phân tích về những cái nghệ thuật đặc sắc cũng như nội dung chính của các cái câu thơ. Chúng ta qua phần số 3 là phần ghi nhớ. Phần số 3 phần ghi nhớ thì chúng ta chốt lại nội dung bài học, đó là nội dung và nghệ thuật. Các em sẽ lập cái phần ghi nhớ trong sách giáo khoa và đọc lại cái phần ghi nhớ một lần nữa để khắc ghi cái nội dung chính của bài thơ. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung cũng như nghệ thuật của bài thơ Viếng Văn Bác của tác giả Diễn Phương. Và trước khi kết thúc cái bài dạy hôm nay thì cô có củng cố chúng ta kiến thức bằng một cái trò chơi ô chữ. Cái trò chơi này chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi tương ứng với các cái ô trong cái ô chữ. Câu thứ nhất là năm sáng tác của bài thơ Viếng Văn Bác, sau đó mình tự nhớ lại và chúng ta sẽ điền vào năm 1976. Rồi câu số 2 là thể thơ trong bài thơ, chúng ta sẽ điền vào. Và biện pháp nghệ thuật được sử dụng nhiều nhất trong bài thơ. Sau khi cô hướng dẫn xong thì chúng ta sẽ trả lời rất là nhanh, đó là ẩn dụ. Từ gợi tả một trong những tâm trạng của tác giả ở phổ cuối, chúng ta suy nghĩ rồi sau đó mình sẽ tìm cái từ tương ứng với cái nội dung câu hỏi cũng như cái ô chữ. Lưu ý, nhận xét về ngôn ngữ của bài thơ, chúng ta sẽ nhận xét câu đúc và hình ảnh chúng ta bắt gặp trong bài thơ thể hiện cái phẩm chất cao quý con người Việt Nam, đó là hình ảnh thằng tre. Chúng ta tự củng cố mình qua cái trò chơi ô chữ này. Và cuối cùng là cái phần dặn dò. Về nhà chúng ta sẽ học thuộc cái bài thơ trong sách giáo khoa và chúng ta nắm lại cho cô những cái đặc sắc về nghệ thuật cũng như nội dung của bài thơ. Và chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp tục cho cô tiết 127 cách làm bài nghị luận tác phẩm truyện hoặc là động trích. Cái bài giảng của cô và đến đây là kết thúc. Cô mong các em ở nhà tiếp tục tự học thật tốt cái phần tự học của mình. Một lần nữa cô chân thành cảm ơn các em.